Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Katana Vlog. Như trên quan sát từ fanpage của cửa hàng thì có vẻ như anh em đang rất quan tâm về hai dòng siêu phẩm đang có mặt tại Katana. Một chiếc dao thì được đến từ thương hiệu Kaizun vô cùng quen thuộc mà mọi người đã biết và uh, Katana đề cập đến rất nhiều lần ở các cái clip trước. Uh, và một chiếc còn lại thì đến từ thương hiệu Yoshida, một sản phẩm mới về của Katana khoảng 3 tuần nay và đã được review vô cùng chi tiết ở clip trước. Nếu anh em có quan tâm thì có thể xem lại uh, chiếc video này ở đường link ph phía bên dưới mô tả. Quay trở lại với hai chiếc slice uh, slicing này. Hai chiếc này thì đang thực sự nếu nhìn về bề ngoài của nó thì thực sự rất hút hồn với những cái đường vân Damascus cực kỳ đẳng cấp nếu như mà đường vân của chiếc slicing Yoshida là họa tiết vân hoa hay còn có thể nói là dạng vân nước khá bắt mắt thì chiếc sun slicing lại có đường vân chạy thẳng từ đầu tới cuối sát cán dao đúng chất uh, của cái dòng dao này đúng chất và đẳng cấp của cái dòng dao này về độ rộng của lưỡi dao thì cả hai chiếc dao này đều có độ dày khoảng từ 1 đến 1,5 mm vô cùng mỏng và nhẹ tuy nhiên là cả hai chiếc dao này đều mang lại cái cảm nhận tương đối khác biệt khi mà cầm nắm có thể cho thấy là cái sự khác biệt tương đối lớn về cân nặng cũng như trọng lượng của mỗi chiếc dao nếu như mà để ý các thông số kỹ thì rõ ràng là thấy chiếc Sun classic này có cân nặng hơn nhỉnh hơn một chút so với chiếc còn lại ờ, có thể là do khâu dao được làm từ thép và cán dao được làm từ gỗ paca chắc chắn là bền đẹp vô cùng chiếc yoshida còn lại thì có phần khâu dao được làm từ sừng trâu vô cùng đẳng cấp uh, với cán dao được làm từ gỗ hoa anh đào, cái loại gỗ cao cấp và thượng hạng của Nhật Bản, đem lại cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi mà sử dụng. Về chất thép và cái chất lượng của lưỡi dao thì cả hai sản phẩm này đều được tạo nên bởi 69 lớp thép với một lớp thép chính ở giữa Uh, tuy nhiên thì loại thép của chúng lại khác nhau Nếu như mà chiếc Sun Classic có loại thép được làm từ thép VG Max Thì chiếc uh, Yoshida được làm từ ZA18 Một loại thép được xem là siêu cứng mà lại siêu nhẹ uh, Được rất được ưa chuộng tại Nhật Bản để tạo ra những cái uh, dòng dao vô cùng đẳng cấp Với cái độ dài lưỡi dao là 24cm và độ rộng khoảng 3,5cm Thì chiếc dao này uh, hai chiếc dao này có cái số lượng kích thước vô cùng chuẩn và tương đối phù hợp để làm một chiếc dao thái uh, lát mỏng thịt cá anh em có thể tham tham khảo chi tiết những hai sản phẩm này tại website và fanpage tại Katana hoặc ghé thăm trực tiếp tại cửa hàng tại uh, R1 B2 trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City Thanh Xuân Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.